Trước hết cô xin chào tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, và cô chào con nha. Hồi trưa cô thấy con lên trực tiếp mà cô mắc công chuyện nên cô không có lên. Cô lên cô nói về cái bà Út ở Trà Vinh ha. Ta trời đất ơi, giờ cô mới mới được xem cái clip của cái em trai YouTube nào tên gì quên mất tiêu rồi, là xuống tận quê của cái bà Út này nè, là trời ơi bác còn chồng con ơi, bác có chồng ở nhà, ông chồng Đúng không? ở ở ở trong nhà, ở nhà đó chứ đâu có thôi vậy đâu. Bà này bởi vậy cô thấy bà lên bà nói là cô nghi rồi, cô thấy cái bà này là bà nói không có đúng sự thật. Hồi trưa là cô tính lên cô nói về cái bà này nè, bà này là cô thấy bà là bà tính lên cộng đồng nè, bà lừa đảo. Là bà nói ba cái vụ tiền bạc mà bà là nói ông chồng bà thiếu nợ là cô không có tin, cô thấy là nó cái sai sai sao đó. Bữa trước bà lên bà nói là bà với ông chồng bà ly dị hồi hồi trước mùa dịch. Mà vậy mà sao ông chồng bà lấy được cái sổ được của bà đi cầm đó, là cô thấy sai sai rồi. Rồi bắt đầu hồi trưa cô có xem nữa thì bà nói với cái kênh nào đó không biết, bà nói với cái kênh nào bà đi cùng kênh hết trơn á. Là bắt đầu bà nói là mới đây nè là ông chồng bà là cầm cố là 2 tháng nay là trả không nổi nữa, trả không nổi tiền lần nữa. Là cô thấy là không đúng rồi. Bởi vậy mà mấy cái kênh YouTube này cô thấy giờ phải nói chứ thiệt quá trời quá đất, nó muốn kết nối yêu thương tình duyên vậy nó phải tìm hiểu cho kỹ. Đằng này nó chả có hỏi ly dị có giấy tờ gì hay không, nó cứ mớm lần cho bả để mà nó nói để nó câu like câu view chứ nó chả có hỏi gì trơn đó. Rồi giờ này là có mấy cái kênh nó đi xuống tới nhà của bả, người ta xác minh cái chú hàng xóm lên nói đó. Không biết còn có xem không, là cái chú nó nói là chồng nó ở nhà đó chứ đâu mà thôi ông chồng nó đi 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 lướt ghê, đi cá, ghê. đi 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 ghe gì đó, đi ghe đi tàu gì đó. Rồi con bả là ba đứa, là thằng con trai là có vợ ở ở trên Bình Dương, rồi 2 đứa con trai ở đó. Ổng lo ổng đi ghe đi đồ này kia chứ ổng có đi đâu, mà ổng có làm gì đâu nợ nần, ổng Chính chỉ xác. có nhậu thôi. Chứ ổng có làm gì đâu. Mà cái bà này là cô thấy mấy ngày nay bà lên bà nói là cô nghi bà làm ra nợ với con bà làm sao đó, chứ không có nhờ, chứ không phải là ông chồng đâu. Tại vì bà thấy cô thấy bà nói chuyện không có chính xác. Rồi giờ đi lên đó, chồng ở nhà đó mà đi lên trên trên này đi kết nối 1 tháng nay rồi, mà không ai ấy trời trơn mà dẫn lên, mà do mấy cái kênh YouTube này nè, cái kênh Hồ Tiến nè là chung Mà với cái nói băng luôn. Chiến của Bách nè, mấy cái kênh này nó thiện với con phải nói chứ là làm kết nối yêu thương gì mà nó lên nó nói là nó làm đâu ra đó, nó quảng bá cái kênh nó làm đâu ra đó đàng hoàng thế này thế nọ. Mà tại sao bả lên nay 1 tháng đây là xong nó không đi xuống với nhà bả nó xác minh. Con thấy không, cái đám YouTube này phải nói chứ nó thiệt với con, nó muốn dẫn dắt cái bà này để mà nó mồi chài tiền của mạnh thường quân, Chính chứ xác đừng có luôn. nói mà kết nối yêu thương cái kiểu gì, cái kiểu gì kỳ cục vậy. Mình muốn kết nối thì mình cũng phải tìm hiểu cái gia cảnh gia thế của bà, mình phải tìm hiểu cho kỹ. Đằng này nó câu kéo nó dẫn dắt nó nói, rồi bây giờ nó đưa qua kênh này nó đưa qua kênh kia. Rồi cô thấy giờ sao mà ông Năm Sầu Riêng giờ nói tới cha Năm Sầu Riêng này đi, thấy nghe nghe nói có ai đầu vô cán bộ hay là chính quyền địa phương gì tới hồi trưa có coi cái clip đó là người ta nói vậy, rồi giờ sao cũng trường cái mặt lên nữa. Bây giờ nó đưa cái bà Út Dân này nè, Út gì đó, đi qua bên bên ổng rồi ngồi đó nói chuyện cũng nói xàm nói nỉển đồ này kia, cũng vẫn nói chuyện bình thường chứ ổng đâu sợ gì đâu. Bởi vậy cô thấy phải nói chứ trời ơi, mấy cái kênh YouTube này nó làm riết á, bởi nhiều người mình lên mình nói nhiều người người ta hiểu người ta đồng tình, còn có nhiều người người ta không hiểu, người ta nói ôi chuyện của người ta mắc gì lên nói. Nhưng mà con thấy không, cái hệ lụy nó dữ dằn lắm. Như cái bà này nè,
á, là không không biết là bả đề đốm bả cờ bạc hay bả làm cái gì mà bả đổ nợ. Rồi giờ này bả thấy là lên cộng đồng nè, là diễn cái này diễn cái nọ với sự dẫn dắt của mấy YouTube này nè, mồi chài đó. Chẳng hạn như nó lên nó kết nối cho cái ông mà có mười mấy công hay hai mấy công gì đó, hai nó bảy rủ cơ như cái ông này á. dạ 27 công, nhưng mà cái ông này thật sự ổng là dân thật thà chất phác. Rồi hỏi con chứ ổng tin tưởng ổng đi bán đất ổng trả nợ cho cái bà này, con nghĩ sao? Thử có phải là lừa đảo không đó, thử có phải là cái đám YouTube này nó cùng với cái bà này để mà nó lừa đảo hả người ta không đó. Bởi vậy cô thấy phải nói chứ cái đám YouTube này làm sao phải 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 cần ấy trai là lên án cho nó mạnh mẽ chứ vậy là không được. Nó thì con nó như bà này là con thấy cô coi cô để ý cô thấy bà lên bà nói nhiều cái không có đúng đâu hết trơn á. Bà giờ bà nói là hả giờ bà lên bà khai với kênh nào bà nói là nợ này là nợ của xã hội đen là cần phải trả gấp. Mà hỏi con chứ chồng bà ly vậy thôi rồi hồi đời nào mà ở đâu ra mà bà vay ông lấy sổ ông vay tiền mà dài không có chữ ký của bà. Dạ chính xác, Cái chính xác. bà này là cô như cái bà này là cái dạng bà làm ra nợ nè. Rồi giờ bắt đầu bà lên cộng đồng bà diễn cái này bà diễn cái kia để mà thử coi có người nào mà ngu ngơ gì cho bà. Trời đất ơi, mình làm Ông ra thì mình chịu ông chứ chồng của sao bà này mua. là thật thà lắm cô, thật thà chất phác. Chị biết là làm anh đâu, ông hiện bây giờ ông còn đi xe đạp mà. Đó. Thì đó thì Dạ. cô có nghe cái chú hàng xóm á, cái chú Phong gì chú lên chú nói đó, Dạ. chú nói là ổng chiếc xe đạp mà không có đi nữa mà ổng làm ra nợ gì. Dạ. Còn bả là đi bán vé số. Bả đi bán vé số mà cứ về cái bả nói là bởi hụi là cô nghi cái bà này là cái dạng bả làm ra nợ nè. Chính xác, chính xác. Bả làm ra nợ rồi bắt đầu bả coi trên YouTube bả thấy là mấy thằng YouTube này là lên rồi kết nối này kia đổ nên giờ bả lên á bả nghe bả kêu mấy này kết nối cho bả ha. Cái thứ nhất đó là coi gặp cái người nào mà thật thà chất khoác là vô trả nợ cho bả. Chính xác, Rồi cái thứ hai nữa là coi mạnh thường quân nào mà người ta không có hiểu người ta thấy bả lên bả rên bả than vậy cái người ta cho bả tiền đó. Giờ là cái bà này là bà ý nghĩ vậy đó chứ trời ơi cái chuyện bây giờ hả trên xã hội này thiếu gì người người ta đổ nợ người ta bán nhà rồi người ta đi ở nhà trọ người ta đi làm ăn người ta kiếm sống chứ có đâu mà hả giờ mình làm ra nợ rồi bắt đầu giờ hả chạy đi lên trên kênh này trên kênh kia rồi rên rỉ than thở. Rồi đấy bà nói giờ bà mà không ấy được trả là không có ai mà trả nợ cho bà được thì giờ bà bỏ xứ bà đi chỗ khác bà ở. Trời đất ơi thôi thôi cái bà này không phải nói chứ nó đâu mấy cái em YouTube đó tìm tới với cái xóm của bà đó xóm của bà rồi người ta tìm hiểu ra chứ còn mấy cái kênh như Chiến Cùi Bắp Hồ Tiến rồi mấy cái kênh mà quay bà từ hôm nào nay cả tháng nay nó đâu có đi tìm hiểu đâu Nó đâu có nó được cứ đâu đưa bà lên hả nó lừa nó lên nó còn nói để nó mồi chài như cái thằng Minh Thiện vừa cô coi nói cô con thấy tội cô quá thì giờ con cứ lên con chia sẻ con muốn kết nối thì cô cứ con kết nối cho cô nó chứ con biết là không có ai mà làm ra cái chuyện này được không có ai mà giúp cô nếu mình làm cơm YouTube mình biết là như vậy là mình nó từ chối ở cô ơi giờ hả cái chương trình cái trường hợp của cô đã lên chương trình cô kết nối này là cả tháng rồi mà không thể nào con thấy là không có ai mà vô gánh vác cái chuyện nợ nần này cho cô đâu. Phải chi mà hả dụ gia đình của cô á có người bị bệnh tật hay là như thế nào đó hoàn cảnh khổ thì có thể mạnh thường quân người ta chung tay người ta giúp đỡ để mà cho hả chồng cô hay con cô đi trị bệnh còn đằng này bây giờ hả cô thiếu nợ một khoản nợ lớn như vậy thì không có ai mà kết nối với cô mà để trả nợ cho cô á mình phải nói mình phải 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 phải, phải phân tích đằng này nó còn dẫn dắt nó nói thì thôi bây giờ cái hoàn cảnh của con thấy con cũng tội quá thì thôi giờ con muốn kết nối rồi con kết nối rồi giờ nó đưa qua cho tới cái ông Năm Sầu Riêng nữa chứ
bây giờ thấy ngồi nói chuyện sầm sạp với cha năm sầu riêng nè, yeah, mà chính sao xác, giờ chính xác. thấy hồi chiều, nè thấy coi cái clip mà thấy có cái chú nào ở ở ấp ở xã thì cô nghĩ chắc cũng làm mà việc ở trong ấp gì á, anh Lợi rồi nói gỡ mấy cái mít ở trên trên cổ cũng xuống, mà sao giờ này cũng vẫn còn lên không biết nữa. Nó thấy bà lên á, bà giờ nó nói cái cô nè chị, cái cô Út này muốn gặp chú Năm đó. À, rồi cái cũng lên ngồi nói nữa, bà lên bà cũng khuyên ổng, trời ơi cái thân của bà hả tèn lèn à, mà bà lên bà khuyên cái cha năm sầu riêng, bởi vậy cô thấy không phải nói chứ, trời ơi cái bà này không phải nói chứ, cái bà này là cái dạng lừa đảo Chính à, xác rồi, dạ. chứ đừng có nói mà đi lên cái kết nói gì đó. Giờ hả là cái chú hàng xóm người ta lên người ta chia sẻ, người ta nói là người ta cũng bức xúc dữ lắm. À, mà tại vì ổng không muốn nói, giờ sẵn có mấy kênh YouTube xuống đó nên là sẵn dịp ổng ổng khai luôn, à, chồng con bà ở nhà đó chứ đâu mà thôi à, mà thay vì bây giờ thiếu nợ thì mình bán nhà mình trả rồi mình đi làm mình gây dựng lại, ơi có đâu mà giờ đi lên nó rồi làm bộ hả, à, chẳng chẳng thà ở trên mình than thở đồ này kia, thằng mai á, à, cộng đồng có thể người ta giúp ích cho, à, còn đằng này giờ lên làm bộ nói là kết nối, à, nhờ kết nối vậy có anh nào nợ được cho, trời ơi đó con thấy ông chồng ở nhà vậy mà đi lên kết nối rồi hỏi con cái máy YouTube này con nó bán láp bán dơ không, ông nói ông cần tìm hiểu rồi đó, rồi nó đi quét nói vậy rồi hỏi cho chứ nó rồi sao ở coi hả, rồi phải nó lừa đảo không, nó lừa đảo cộng đồng không đó, như ví dụ như có cái chú nào á, người ta thấy vậy người ta tội đi, người ta thương thật sự cái hoàn cảnh của bà đi, rồi người ta về ta bán ruộng bán đất, người ta vô người ta trả nợ cho bà, cái bà dòng đi về bà dòng đi đó, Bữa 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 vừa rồi rồi mấy mấy cô có nghe bà nói không? Bà nói anh nào đó mà thương em thật sự thì bán đất cả nhà, có tiền cho em 200 triệu em trả nợ, em hứa 3 ngày sau em sẽ tới ở chung với anh nhưng anh đừng có hắt hủi em. Trời ơi là trời. Mấy người kia hỏi tôi chứ tại sao mà người ta một tay giao tiền một tay giao hàng hay sao là cô không chịu? Nó không, cũng phải cứu quyền thất tố nó mới được. Trời, anh mày mà còn tử tế dữ quá vậy. Trời, bà còn nói kiểu bà là bà làm như bà có giá lắm, mà bà nói là hả anh giờ á, hứa là phải phải làm cái bằng chứng gì đi cho bà đi, trời đất quỷ ơi, bà nói là bà nói cái ông mà có hai mấy trăm đất á, giờ á hả nếu mà hứa thì phải làm cái gì cho chắc chắn đi hả, trời đất ơi, rồi bà nói hả nếu mà hả bà trả nợ cho bà xong rồi ở ha, là bà giao kết đó, là cái nhà đó đó là bà cho thằng con trai bà. À, còn hai con trai bà không nhận thì bà cho cháu nội bà, mà nghe ra là nói là thằng con trai bà giờ nó cũng trốn bà mới đi lên Bình Dương nó làm gì trên đó, nó làm công nhân làm gì á, nó đâu có quan tâm gì tới bà, đâu có cho bà gì đâu, nó có vợ trên Bình Dương, còn hai thằng con trai ở ở ở chung đó đó. À, cũng đi làm cá làm mắm đi 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 ghe đi gì á, một ngày hay một tháng gì cũng được 6-7 triệu theo cái lời chia sẻ của cái chú hàng xóm đó, mà hỏi sao mà giờ thay vì giờ mình trả từ từ cho anh ta cũng được đi à, giờ trong khi nhà ba bốn người làm à, bà đi bán vé số, còn hai cái thằng con trai đó đi làm đi ghe đi biển gì rồi ổng cũng đi nữa à, cái chú hàng xóm ổng đi có khi ổng đem về 6-7 triệu nữa à, thì mình giờ mình năn nỉ người ta rồi mình trả từ từ phải không con, Con cái nghe chỗ mẹ là này nữa. nãy giờ khoảng là 8-9 cuộc gọi của bà con họ gọi tới cho con đó, là có thông tin là bà này là cái như là bà cũng là nghiện cái như là ngồi tứ trụ đó, đã nghiện bài nè đó, rồi cũng mang chắc rằng cũng là khi mà ông đi đó, khi mà ông đi 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 ghê đồ đó là bà này cũng có người yêu nữa đó, bà này cũng có người yêu nữa chứ không phải không có đấy, cho nên là giờ ông thấy chán cảnh quá, bắt đầu là cái như là anh nặng quá là ở nhà ít à, chỗ đi ghe đi biển nhiều à, con cái thấy nó nặng quá bắt đầu là bây giờ thông để cho bà muốn bà làm gì bà làm, nhưng thật sự ra giữa ông với bà là vẫn còn sống chung đã, về vẫn còn nấu cơm nước bình thường mà. Thì hôm qua cô có coi cái clip nào đó, cô thấy có một một hai khán giả người ta bình luận vô, người ta nói cái bà này á còn chồng ở chung trong nhà đó, cô có coi hai cái ba cái bình luận nhưng mà cô cũng không có tin đó, tại vì cái gì mình không thấy mình mới tin chứ còn cái chuyện bình luận thì không có tin đó,
thì cô biết nó thì với con, cô xem á là cô nhìn, cô biết cô nhìn bà này là không phải cái dân lam lũ, cái dân ăn chơi. Nó thì cái con á nhìn cái bàn tay của bà, coi bà nói bà đi nhổ sen thì con thấy cái bàn tay của bà trời đất ơi hả, móng tay móng đồ rồi này kia, rồi nhìn bà đi là cô đánh giá cái bà này là cái dạng bà ăn chơi đời đốm cờ bạc gì đó mà đổ ra nợ đó, là bắt đầu đổ thừa cho ông chồng. Chứ đừng có nói mà hả, bởi vì cô thấy cái bà này bà lên bà nói nhiều cái là có mâu thuẫn đủ thứ đó. Rồi trưa này cô thấy con lên con trực tiếp là cô bức xúc, cô tính cô lên cô nói, mà tại cô có công chuyện gấp cô đi là đi nên cô không có lên cô nói. Nói chừng về á cô bắt lên cô coi thì cô thấy cái chú hàng xóm nó lên chia sẻ nói bà là chồng đồ ở nhà đây chứ ở đâu mà nói ly dị bởi vậy hả. Rồi còn nói dốc nói hẩu nói với người ta nói bà đi đâu đó rồi bà nhờ cái chú đó đó cho chó ăn rồi tối bà lại bà ngủ nhà với chú đó. Trời đất ơi, chú đó nói trời đất ơi, mà bà nói tôi đi công chuyện tôi nhờ cái chú Phong này cho chó ăn giùm tôi. Đằng này bà còn nói là hả bà ở nhà tôi nữa, bà cho nhờ nhờ cái chú ha, nhờ cái người hàng xóm cho hai con chó ăn rồi tôi lại cái nhà chú đó tôi ở nhờ vậy đó. Trời ơi nói vậy rồi khỏi nhân người ta, tôi đi ra đường ta hỏi tôi phải thật chết tôi không á, cái chú đó nói trời ơi bà, chú nó bức xúc lắm. Trời ơi cái bà này nó thì cô thấy là không phải nói chứ, nhưng mà cũng do cái đám YouTube này, do cái đám YouTube này nó thì cái con hả nó làm nó dập dượt nó quay hả nó không cần tìm hiểu gì hết trơn á. Nó còn thấy không cái hệ lụy như thí dụ như hả nếu mà không có người mà đi tìm hiểu ra thì bà này bà còn chậm. Rồi ví dụ có cái chú nào đi người ta thấy như vậy, có nhiều người người ta nhẹ dạ cả tin, người ta thấy người ta tội nghiệp, người ta hả trả nợ cho bà. Rồi cuối cùng rồi con thấy cái kiểu đó là phải bả cái dạng bả lừa đảo không. Cái ví bà dụ đây như là nói bây chung giờ mình là đã khổ lên cũng để mà kiểu kiểu để lừa đảo á, nhưng mà nó thật sự bà tự tin quá, quá. bà quá tự tin cho nhìn cái tướng của bà đó, thật sự bây giờ mà bà cho thêm tiền người ta mà hay sao. Trời ơi nói thiệt chứ con phải là mình khi dễ á, mình khi dễ nhưng mà hả bả phải chi mà bả còn bốn mấy 50 tuổi á, thì mình cũng còn thấy cho nó còn có hy vọng đi. Còn đằng này hả 60 mấy tuổi rồi mà cái thân hình nó không phải mình chơi á, nhưng mà hả cái thân hình y như là ông voi vậy đó. Không có được cái gì hết bị trơn hết, mà lên đó rồi á tiễn chồng rồi nhờ anh nào thương tình đồ này kia rồi trả nợ đồ, trời đất ơi phải chi nó giờ lên kết nối bình thường như người ta đi thì thần mai, còn này còn dán cho một cái là trả nợ giùm trời, rồi đem cái tấm thân này đền đáp ở suốt đời. Trời ơi con thấy bà nói chuyện thì cũng phải nói chứ, nói chuyện cái dạng chốt mà là mà làm á ta đây cô đâu ra đó đàng hoàng, không có nắm tay nắm chân gì hết. Cô hồi con gái cũng vậy nữa, cô là đàng hoàng lắm, trời ơi đàng hoàng trong cái đáp lộn xộn. Nói thiệt con, cô nhìn cái tướng của bà này là bà lên bà nói gì, bà nói là cô nhìn nên cô muốn lên cô nói để cô moi móc bà ra cho bà bỏ cái tật. Bà tưởng đâu là cái mạng cái xã hội này, cái lên cộng đồng này chắc dễ ăn mày ăn xin lắm. Trời đất ơi bây giờ ví dụ thiếu nợ thiếu nần thì bây giờ đi làm rồi kiếm mình sống, hoặc là ví dụ chia nhau làm chồng làm con làm rồi từ từ trả nợ ở cho người ta. Trời ơi bên trên xã hội này biết bao nhiêu người người ta thiếu nợ, người ta đổ nợ, người ta bán nhà, người ta đi ra hai bàn tay không đó. Đáng lẽ giờ ai cũng cũng đổ nợ xong rồi bắt đầu cái lên ăn giả cộng đồng. Lên mồi chài than thở, bà nói giờ mà không có ai mà chấp nhận bà không có tiền trả nợ, giờ bà bỏ xứ bà đi, bà đi đâu bà đi cậy bà chứ ai mà quan tâm cái chuyện đó. Trời đất ơi bởi vậy thôi giờ cô thấy phải nói chứ thiệt đó, xã hội giờ sao mà đủ thứ chuyện rồi trơn. Nhưng mà cô nói thẳng ra nó thiệt do mấy cái kênh YouTube này nè, nó thiệt với con nói đi nói lại là do mấy cái kênh YouTube này nó bu bám nó quay hả, nó không cứ thể nó thấy cái nhân vật nào mà hả bị người ta mà dòm ngó chỉ trích là bắt đầu nó bu vô nó quay giờ bắt đầu nó lôi đi qua ông Năm Sầu Riêng, nó ngồi đó đưa cái mặt ra đó rồi ngồi đó phiên ông Năm Sầu Riêng rồi ông Năm Sầu Riêng cũng nói sàm nói điển trở lại
Trời ơi, con nhìn cái mặt cha sầu riêng này con không ưa chút nào đó thiệt con. À, bởi vậy bà giờ đâu ngán đâu, thấy cũng dẫn lên ngồi nói mang mấy cái mic lên trên cổ hồi trưa bị thấy mấy cái chú đó ta lại ta lột muốn ngồi cái mặt nó xanh như là như tàu lá vậy, mà giờ cũng dẫn lên ngồi nói y như là một thằng khùng vậy. Con người gì mà không phải nói cho biết bao nhiêu người ta hả chữ ổng còn nói sao không biết, ổng nói trời ơi ổng đi hả tới đâu ai người ta cũng biết ổng hết trơn á, ai cũng biết trời ơi chú năm sầu riêng phải không, ai cũng biết tôi á, trời ơi nổi quá mà vậy mà còn biết nhục còn lên giới thiệu, ổng nói giờ ổng đi tới đâu ai cũng biết ổng hết trơn á, trời đất ơi bởi hiện toàn là biết chân đó là vậy. Người ta lên người ta chữ kia bằng không còn cái gì trời trơn mà không biết nhúc mà còn lên quảng cáo nữa chứ. Hồi nãy thấy ông ngồi đó với cái bà đó, cái bà mặt đó đó, bà mặt đó phiên ổng rồi ổng cũng nói vậy con ghét con thèm coi, rồi ổng nói là ổng giờ đi đâu ai cũng biết ổng hết trơn. Trời đất ơi rõ ràng không biết mắc cỡ bởi vậy cái đồ cái thứ gì đâu không á, còn con mẹ đó giờ là người ta moi ra rồi đó, còn chồng ở nhà vậy mà cũng dẫn cái thằng Minh Thiện này giờ nó dẫn đi qua bên cái ông năm sầu riêng nè rồi. Bởi vậy cô thấy phải nói chứ cái kênh mấy cái kênh YouTube giờ phải nói chứ nó làm nó không có đạo đức, không có cái tâm gì hết trơn, nó chụp giật. Nhưng mà cô nói thiệt với con làm cái kiểu đó là không bao giờ bền. Con thấy ông Nhân những cái kênh mà kỳ rồi quay trọng súng đó, giờ con thấy ông Nhân hằng mọi cam, hằng mọi bắn cam nè, hằng phúc quan đồ này kia, con thấy có được cái gì không? Toàn là lên là bị người ta chửi không? Con thấy không? Mà mấy cái kênh này sao mà nó không biết mình làm sao mà cho cái kênh mình được mọi người người ta ủng hộ. Còn cái này cứ ham đồng tiền view like mà bất chấp quay không cần tìm hiểu. Cái bà đó còn ông chồng ta trần dân ở nhà mà không có tìm hiểu. Đưa lên kênh này, đưa lên kênh kia rồi kết nối. Rồi dẫn dắt cái ông nào là 27 công đất. Rồi kêu ông đó hứa hẹn là cho bán 2 công để trả nợ cho bà. Nó hơi coi dốc láo, nó dẫn dắt nó dụ á con, nó quay vậy để nó dẫn dắt á. Nó nói bà này vậy chứ nhờ cũng có người thương tội giúp á. Trời ơi vậy mấy cái thằng này nó rõ ràng cô thấy nó làm mà nó không có lương tâm, nó không có đạo đức gì hết trơn á. Nó lên nó mồi chài. Để mà con nghĩ vậy nè, ví dụ nó mồi chài cái bà đó mà được hen, chắc cũng chia cho nó đó con ơi. Chia đúng rồi, đúng rồi. Cho nó đó. Đúng rồi, bà đây thật sự bây giờ bà đâu có còn gì để mất đâu. Bà lên là chiếu này bà chơi trong tay kìa. Nên giờ bả với nó cấu kết này, nó giờ tôi con quay cô hen, mà nếu mà được có cái người nào mà giúp cô hen là chia nghe. Chia 3 7 2 6 gì đó, chia đó. Cái đám YouTube này bây giờ nó thiệt không phải nó chứ quá tài quá đất, nên bây giờ mình cần phải lên tiếng nói để cho cộng đồng lan tỏ ra, rồi cho cô chú bác ở gần xa cho người ta biết được những cái bộ mặt cái đám YouTube này. Chứ để không mắc lừa tội nghiệp, tại vì mạnh thường quân nhiều khi người ta ở xa người ta đâu có hiểu. Rồi bắt đầu người ta vô người ta xem cái ta tưởng thật chính cô như ngày qua cô xem cái clip đầu tiên cô còn lầm nữa rồi từ từ cô xem liên tục lên, cô thấy cái bà này bà nói có nhiều cái sai là cô xem liên tục là cô mới biết đó chứ đừng nói chi mà mạnh thường quân người ta nhiều khi người ta ở nước ngoài người ta đâu có biết đâu người ta đâu có biết chiêu trò ma mị của cái đám YouTube ở bên Việt Nam này, bây giờ là kêu bằng là nó mồi chài không à, nên nó nhiều khi cô không có muốn nói mà cô tính thôi kệ mình nói đây, cũng như mình góp tiếng nói mình chia sẻ lên để mình giúp ích cho những cô chú người ta không có hiểu về cái bản chất của mấy hàng YouTube ở Việt Nam này rồi người ta giúp như vậy tội nghiệp người ta, thà thí dụ ở giúp cái hoàn cảnh đúng thì mình không nói, còn cái này cái bằng ăn chơi rồi đổ nợ đổ nần rồi bắt đầu giờ lên anh giờ lên mấy nãy nói giờ cô diễn đi cô nói giờ cô kết nói yêu thương đi tìm ông nào đi chứ giờ cô lên cô than thở không ai cho đâu nó cũng bài vẽ bà này nè
À, rồi bà này bà coi YouTube bà thấy như vậy rồi bà cũng hướng theo vậy luôn đó. Bởi vì con thấy cô nó thị với con hả, không cần mình mà không nói ra hay mình mà không có chặt đặt mấy cái đám này nó thị với con hả, là cái xã hội là riết nó thị với con là nó tùm lum cho mà coi. Nó nổi cái chuyện của ông năm sầu riêng mà con thấy không, dậy sống rồi trơn giờ trong nước ngoài nước ai người ta cũng lên người ta chửi người ta bức xúc. Bởi vậy mình thấy cái mà mình không nói thì thành ra mình là người vô tâm. Chính À, xác rồi dạ. mình nói để mình góp cho tiếng nói để mình chia sẻ để mà mình góp phần mình xây dựng cho cái xã hội mình ngày càng văn minh. À, chứ còn như vậy hoài là cái thiệt nước ngoài người ta nhìn vô người ta nói trời ơi ở Việt Nam giờ mà sao mà hả quá trời quá đất kim bằng hả đàn bà đàn ông gì mà hả lên hả ăn nói thô tục rồi hả làm những cái hành động không phải nói chứ hả rất là phản cảm. À, người ta cười người ta đánh giá chứ đâu phải không đâu, người ta đánh giá cái người phụ nữ nè gì đâu mà hả mất nết thư phân rồi đàn ông cũng vậy nữa. À, bởi vậy nên cũng do mấy cái kênh YouTube này nó làm cái bằng nó chụp giật nó làm để nó kiếm like kiếm view mà nó không nghĩ là cái hậu quả, nó không nghĩ mình làm như vậy quá là vô đạo đức đó, mình làm như vậy là nhiều người người ta lầm người ta giúp đỡ như vậy phải tội nghiệp cho mạnh thường quân không. Có như cái bà này là rõ ràng con thấy không, con nhìn cái tướng của bà này là cái dạng bà ăn chơi rồi này kia nè, chứ đừng có nói mà ông chồng bà cô thấy bà lên bà nói nhiều cái sai sai lắm. Trời đất Nhìn cái tướng ơi bà, biết rõ tướng chồng ràng bà liền đó mà. Cô nhìn tướng bởi bà đó là tướng chồng bà liền. bởi vậy cô thấy cái bà này cái tính cách bà lên bà nói chuyện là cô bức xúc lên đó cô mà tìm cô coi tiếp cho để cô coi thử coi cái bà này như thế nào á. Trời đất ơi bắt đầu coi không biết thì tưởng đâu thật nhưng mà coi riết là thấy là cái bà này là bà xạo sự rồi đó. Quá trời Mà quá đất. cô ghét nhất là mấy thằng YouTube này nè, thằng Chiến Cùi Bắp, thằng Hồ Tiến gì á, nó lên nó nói nó còn lên nó nói là nó làm ở đâu đúng đó, ở đây tụi con làm là cái chuyện gì á, có thật mới làm nha cô, cô đừng có mà nảy nọ đồ đó, mình làm YouTube thì mình phải đi hả, mình thấy cái bà này bà lên bà kết nói tình duyên nay là 1 tháng nay rồi, thì mình phải tìm hiểu, mình muốn kết nối cho cái bà này á. Thì mình phải đi tìm hiểu cho rõ ràng đi. Đằng này trời đất ơi hả, dẫn dắt hả qua kênh này qua kênh kia rồi kết cho người này kết cho người kia rồi nói dốc nói ẩu là bán đất bán đồ hả chuột nhà chuột cửa cứ coi hả phải do mấy YouTube này bá dơ không. Thôi cô có mấy lời chia sẻ cô bức xúc cái câu chuyện của cái bà này quá đó Dạ, là cô lên cô nói con có cái nghe ý ông kiến năm của cô và chúc cô cùng gia đình sức khỏe con nhé. Dạ. còn cái ông năm sầu riêng này thôi giờ bỏ qua bên đi Dạ. để cho ông làm đi rồi mốt rồi ông thấy cảnh. Rồi, ok cô, thank you cô. Dạ. Dạ, thưa quý bà con, vừa rồi là một ý kiến của một cô khán giả liên quan đến là cái cụ là U64 mà những ngày vừa qua là nên là treo giải treo cái như là giá là bán thân 200 triệu để mà trả nợ cho chồng, là một trong những ý kiến quá tuyệt vời quý vị. Bà con vui lòng là cho lăng xăng Sài Gòn xin một lượt like, bà con nào chưa lên cái kênh là đăng ký để mà theo dõi cái cuộc trò chuyện của lăng xăng Sài Gòn bà con ha.